Đang thâu phim cần đô la của La Quang. hello Mr. Cần, there you go. Thấy không, xe rolling very beautiful. Đó, very nice. Hai cha con Mr. Phạm, hai cha con Mr. Cần Phạm and Phúc Phạm. See. Hai Phúc khỏe không con? Bin nữa. Bin nữa. Thôi, giờ mắt có bị chói không? Nó có cho mắt kiến đeo để ấy không? Nó đeo để đứng ngoài em mà. Nó nhỏ mắt để nó bị ấy đấy mà. À, xe đẹp kìa. Ok, xe cửa Cần. Xe này được năm chưa? Mới tháng hả? Yeah. Mới lấy xe được có mấy tháng à? Còn mới tin. 6 tháng hả? Camaro yellow. Ồ, cái này nó gọi là cái gì cơ này? Cái vần vần á, giống như cái ấy của con cá đó, cái gì? Cái gill. Mang cá hả? Giống à hả? À, thôi vô nè. Driver side. Ồ. Hết sảy chưa? AC nè. Rồi em kéo nó lên thì làm sao? Bấm lên. Vô xe em ngồi em bấm lên đi. Bấm cho nó lên cho nó đẹp. Bấm lên cho nó xuống, lên xong nó xuống, cúp đi á. Cho nó thấy. Đó, xe này xe. Đó, bấm vô xe của Cần nè, thấy không? Hết sảy chưa? Mr. Cần Phạm phòng Lạc Quang. Ê, cái gì hả? Lạc Quang hả? Thôi cái này chắc Cần phải đua với thằng giờ bên kia nó là thằng Cường Đô La, giờ là Cần Đô La đi. Cần Camaro. Yeah. Cần nổi tiếng, xe nổi tiếng Camaro của Cần. Đó, thấy không? Ủa, lên xuống nhanh quá hả? Yeah. Nếu vậy đâu có bất tiện gì đâu. Thằng cao vẹt á, cao vẹt 7 mấy, 8 ngàn á. Ừ. Nó dở, nó bấm vô, nó phải dở tay. Dở tay hả, cao vẹt? Cao vẹt, xe nó thì đẹp nhưng mà phải dở tay. Dở tay dỗ mà như nữa. Nó nặng lắm, mùi sắt. Uh-huh. Ủa chứ không phải là fiberglass mica hả? No, nó mùi sắt ở trên thì nó có mica nhưng mà nó có sắt vòng viền ngoài, nó nặng lắm. Em muốn đứng anh chụp mấy